Đoạn clip ghi lại cảnh người tát đỏ hai má của đàn ông đang khiến dư luận bức xúc. Theo đó, người đàn ông còn khá trẻ, vừa đánh con vừa dọa nạt, mày đòi hỏi với ai? Tao kêu mày vô nhà, mày có nghe không? Mày e tao chưa? Ai bên mày? Cậu bé bỗng chừng 3-4 tuổi đứng quên tay, khóc ré lên từng hồi trước mặt người bố. Hàng làng mạc chạy sang trọng can ngăn nhưng người đàn ông vẫn không dừng tay. Hư là tao dạy. Để tao dạy cho mày coi. Tao vết nó luôn được đó, mày tin không? Người này chỉ vào mặt con, phân bua với hàng làng mạc và người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé bỏng. Một người phụ nữ xót đứa trẻ, liên tục khóc nhưng không thể làm gì hơn. Trong khi đó, người đàn ông bên cạnh phản đối, trẻ con nó biết gì đâu, mày đánh nó làm gì? Mày say thì dạy con cái gì? Bố trẻ say rượu tát đỏ mặt đàn ông gây căm thù. Hành vi bạo lực của ông bố đang khiến dân mạng căm thù. Nhiều người xót thay cho đứa trẻ đồng thời giận hung với thói vũ phu của người đàn ông. Dạy con kiểu ngược đời thế này thì ai mà chịu được? Xem mà tức mắt, khẩu thân cháu bé bỏng, người lớn xung quanh sao bất lực vậy? Tài khoản dân đổ bình luận. Ông ta khùng rồi chứ không phải bình kém cỏi đâu. Tát con đỏ lượng má mà không xót, làm bố kiểu gì thế? Một người khác gay gắt.